xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mới nhất lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà là nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo vào tối ngày 11 tháng 4. Đây là thông tin đặc biệt quan trọng đối với người dân sinh sống tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật, hung thủ trong vụ án ở Bắc Giang đã bị bắt giữ. Cụ thể vào sáng ngày 12 tháng 4, thông tin nhanh với báo chí, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Nghi phạm cho vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo vào tối 11 tháng 4. Nghi phạm được tìm thấy trong căn nhà hoang, cách nhà khoảng 200 m Sau khi gây án, nghi phạm để lại hung khí, bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau nhiều giờ truy tìm, cơ quan công an đã tìm thấy nghi phạm theo một đoạn clip đăng tải trên mạng, ghi lại cảnh nghi phạm Phạm Thị Hà bị bắt. Đối tượng gây án được hàng chục công an còng tay và áp giải ra xe trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Nghi phạm bên ngoài mặc áo màu hồng, bên trong có mặc áo màu trắng, đeo khẩu trang. Được áp giải từ ngôi nhà hoang cách nhà khoảng 200 m Ngôi nhà có màu vàng, lợp mái tôn, được xây dựng từ năm 2006. Ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ áp tải nghi phạm lên xe màu trắng, sự việc thu hút sự quan tâm của hàng chục người dân sống xung quanh nhà nghi phạm. Trước đó vào hơn 20 giờ ngày 11 tháng 4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án giết người xảy ra tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam. Nữ chủ shop quần áo tên là DTTM, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, bị đối tượng Phạm Thị Hà dùng hung khí tấn công sát hại. Liên quan đến vụ án trên, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra truy bắt đối tượng. Việc bắt được nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ shop xinh đẹp ở Bắc Giang chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là sự nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ chiến sự phòng PC02 phối hợp với công an huyện Tân Yên và công an tỉnh Bắc Giang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân gây án. Như đã thông tin vào tối 11 tháng 4, ngay khi vụ việc xảy ra, đến 23 giờ 25 phút đêm, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy bắt nghi phạm. Theo công an huyện Tân Yên, vụ án do nghi phạm Phạm Thị Hà, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng gây ra. Nạn nhân là chị DTTM, sinh năm 1997, chủ hàng quần áo thời trang tại thị trấn Nhã Nam. Theo điều tra ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn nhỏ giữa Hà và chị M. Sau đó nghi phạm dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến chị M tử vong. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, nạn nhân bị chém khoảng 12 nhát dao trên người nên tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phạm Thị Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi đi có mặc trang phục tối màu. Ngay trong đêm 11 tháng 4, Đại tá Bùi Huy Nam, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Yên đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Trước sự ra đi đau đớn đầy đột ngột của nữ chủ sóc quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang, trên trang Facebook được cho là của nạn nhân, nhiều bạn bè đã gửi lời chia buồn, nghẹn ngào và thương tiếc. Nhiều người vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin vào sự thật đau lòng trên. Tài khoản HB chia sẻ, đời người vô thường quá, sáng chị vẫn bình luận trả lời khách bình thường mà đến tối đã. Mong chị yên nghỉ, mong cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ thủ ác. Thương tiếc chị, tiếc cho một tuổi thanh xuân đang còn giang dở. Hãy nhớ rằng dù là nơi nào vẫn luôn xinh đẹp, luôn hạnh phúc nhé chị. Mong gia đình chị sớm vượt qua được nỗi đau này tài khoản AL gửi lời tiếc thương. Bên cạnh đó, nhiều người dù không biết nạn nhân cũng gửi lời chia buồn đến cô gái xấu số. Một người dùng mạng chia sẻ, yên nghỉ bạn nhé, dù không biết bạn là ai, nhưng vẫn muốn gửi tặng bạn một nhành hoa trắng, một lời tiễn biệt. Quý vị và các bạn thân mến, lại thêm một sự ra đi đầy đau xót. Đời người thực sự vô thường, không ai nói trước được tương lai, ngày mai sẽ ra sao. Nhưng việc kiểm soát hành vi của bản thân là điều hoàn toàn có thể. Chỉ mong mỗi người đều có thể nhấn lại một chút đặt cái tô của mình xuống, ngồi lại với nhau để giải quyết mọi việc, chứ không phải là đem mạng người ra để đánh đổi. Những diễn biến mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức trên kênh báo Sức khỏe và đời sống. Xin chào và hẹn gặp lại.